Quý vị và các bạn thân mến, cứ vào khoảng thời gian từ tháng 12 kéo dài cho đến giáp Tết, các nhãn hàng thời trang, shop quần áo đồng loạt tấn công thị trường bằng những bảng hiệu giảm giá, những băng rôn tỏa hàng cuối năm, và đó cũng nhắc nhở một điều rằng một năm mới nữa lại đến. Vậy thì bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân Phương Bình xem những sắc màu thời trang năm nay có những thay đổi thú vị như thế nào nhé. Sắm quần áo mới để dựng Tết giờ đây khó có thể nói là thú vui hay nghĩa vụ. Mua hay không mua không còn là lựa chọn chủ động của khách hàng khi mà mọi phương án kích cầu được đẩy lên tối đa. Ở phân khúc thị trường thời trang cao cấp, khâu marketing khuyến mãi và chăm sóc khách hàng được đặc biệt chú trọng. Các hãng thời trang đều đưa ra những thông điệp quảng cáo về sự bắt nhịp thời trang thế giới để đánh vào thị hiếu của những người chuộng thời trang. Bước vào đây, có thể thấy lẫn trong những kiểu dáng trung tính thì dáng dấp những bộ trang phục, những đôi giày và gam màu mới nhất vừa xuất hiện đâu đó trên sàn diễn thế giới, hình như đã thấp thoáng ở đây. Nếu như những trung tâm thương mại là nơi bày bán những mặt hàng thương hiệu lớn, thì các cửa tiệm thời trang cũng là điểm đến của nhiều tín đồ với giá cả tương đối hơn. Đường Nguyễn Trãi được biết đến như một con đường đa dạng về thời trang, bắt đầu từ Bùng Binh Phù Đổng là những cửa hàng thời trang cao cấp, nhưng xuôi về phía quận 5 là những cửa hàng bình dân hơn với cửa tiệm san sát nhau. Còn tam giác thời trang gồm các đường Trần Quang Diệu, Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, nổi tiếng với các cửa hàng trang phục có nguồn gốc từ nước ngoài. Vậy thời trang năm nay có gì đặc biệt? Thì theo một quy luật chung thì tình hình thì các xu hướng thời trang xoay vòng nên cũng không biến đổi gì nhiều lắm. Và những xu hướng năm nay thì những phong dáng như là xòe hay là cổ điển, những màu sắc nổi bật như là đỏ, vàng, hồng, tím. Bên cạnh đó thì vẫn là những họa tiết như là hoa, những hình khối lập thể thì được khách hàng thích hơn. Ra xa trung tâm một chút, ta có thể bắt gặp nhiều chợ quần áo như thế này. Đây là chợ quần áo Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, một quận đông dân cư và có tỷ lệ cao người nhập cư sinh sống. Không cửa tiệm, không cửa kính, những khu chợ thời trang bình dân này có sức hấp dẫn của riêng nó. Hàng hóa thì đủ loại từ nguồn gốc đến chất lượng. Người mua đa phần là những cô, những chị, không muốn chi tiêu quá nhiều cho khoản quần áo, nhưng vẫn thích làm đẹp. Và lâu lâu, lẫn trong số này, là những người thích săn lùng những món đồ không đụng hàng mà nếu treo ở trong một cửa hiệu thời trang thì giá có thể lên gấp nhiều lần. Trao đổi với một vài người bán hàng ở đây thì được biết năm nay chợ vẫn đông trong những ngày cuối năm, nhưng khách hàng khó tính hơn, có lẽ cũng vì khuynh hướng tiết kiệm trong chi tiêu của mọi nhà. Xanh xanh cầu chúc muôn nhà an lành, sắc thắm ngàn hoa rộn rã tim mình. Xin bước cùng anh. Dù chưa được công nhận chính thức, nhưng đối với nhiều người, áo dài từ lâu đã trở thành quốc hồn quốc túy. Và mỗi dịp xuân về, chiếc áo dài lại được tung bay trên những con phố. Với họa sĩ, nhà thiết kế Sĩ Hoàng trong cuộc hành trình gắn bó, áo dài đã trở thành hơi thở của ông. Với một người đã sống với áo dài, thiết kế ra áo dài 24 năm qua, thì tôi nhận thấy rằng là áo dài phù hợp với tất cả mọi người. Áo dài phù hợp với nam giới, với nữ giới, từ người lớn tuổi cho đến trẻ em, từ những người có vóc dáng to cho đến vóc dáng gầy. Bởi vì áo dài có rất là nhiều kiểu khác nhau, nhiều chất liệu khác nhau và nhiều màu sắc hoa văn khác nhau để mà mình có thể chọn lựa cho phù hợp. Tuy nhiên chúng ta cũng nhớ một điều, lưu ý một điều là một tà áo dài đẹp không phải tà áo giá đắt tiền, mà cái áo dài đẹp là nhờ chính cái phong thái của người mặc. Cho nên nếu mà chúng ta mặc áo dài, chúng ta nói năng một cách lịch sự, phong thái nhã nhặn, cử chỉ hòa nhã, thì tự nhiên là nó tạo nên một cái tà áo dài đẹp. Và điều này nó sẽ mang lại một cái điều rất là tốt đẹp trong ngày đầu năm, khi mà mọi người gặp nhau chúc những cái điều may mắn, những cái điều đầy lạc quan tin yêu cho một năm mới. Thì tôi nghĩ rằng là tại sao trong cái ngày Tết truyền thống chúng ta
không diện một bộ áo dài với một cái hình thức đẹp đẽ như thế và với một cái tâm thái như thế để chúng ta có quyền hy vọng một năm mới khởi đầu và cả một năm sẽ tràn đầy niềm vui, tràn đầy sự thành công. Dù là một tà áo dài truyền thống hay những bộ trang phục hiện đại thì Tết Nguyên Đán cũng là khoảng thời gian mà mọi người khoác lên mình những bộ cánh đẹp nhất để chào đón một năm mới với nhiều mong ước và hoài bão. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Phương Bình xin chúc cho quý vị và các bạn một năm mới an lành, hạnh phúc và tràn đầy lộc xuân.